Kính thưa quý vị và các bạn, khi bạn cười, cả thế giới sẽ cùng cười với bạn. Nhưng nếu bạn khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình. Rồi cũng sẽ có một ngày, bạn sẽ phát hiện thế giới này không có sự đồng cảm chân chính. Mọi lắng nghe chỉ là phép tắc lịch sự, quan tâm trở thành thứ xa xỉ trong các mối quan hệ. Con người lướt qua đời nhau là chuyện thường tình. Vậy nên, thay vì nói cho người khác biết về khổ tâm và bất hạnh của mình, chi bằng bớt lại vài câu nói mỉm cười cho qua. Cũng giống như người xưa có câu nói, kẻ tầm thường thích cầu người, còn người đại trí lại cầu chính mình. 1. Cái khổ của bạn không cần thiết phải nói ra. Trong cuộc đời, ai cũng sẽ gặp phải trắc trở khó khăn, chỉ là khó khăn mà chúng ta gặp không giống nhau, vì thế chúng ta không cần phải ngưỡng mộ người khác. Tôi vẫn thường nói với mọi người rằng, mỗi người chúng ta hàng ngày đều vác trên vai một chiếc túi đi khắp nơi. Trong túi này có tất cả hỉ nộ ái ố, những rắc rối trắc trở mà chúng ta đã trải qua và cả một núi vấn đề đời chúng ta giải quyết ở phía trước. Nếu một ngày nào đó bạn không hài lòng với chiếc túi của mình, vậy thì chúng ta có thể cùng đổ tất cả mọi thứ trong túi ra, cùng so sánh xem bạn muốn đổi túi với ai. Tôi nghĩ rằng đa số mọi người đều sẽ chọn tiếp tục đeo tiếp chiếc túi của chính mình, bởi vì bạn sẽ phát hiện ra túi của người khác cũng không tốt hơn của bạn là bao nhiêu. Đa số mọi người thường xấu che đẹp khoe, vì thế những gì chúng ta nhìn thấy là những gì họ muốn ta thấy, chứ chưa chắc đã là sự thật. Điều này làm chúng ta lầm tưởng rằng họ sống rất tốt. Tất cả mọi người đều phải đối mặt với việc ngoài ý muốn không thuận lợi. Quan trọng là bạn dùng tâm thái thế nào để đón nhận nó. Khi đối mặt với những khó khăn này, người thành công sẽ từ trong khó khăn để tìm ra cơ hội. Nguy cơ cũng chính là cơ hội để chuyển mình. Còn người thất bại chỉ biết kêu ca, chỉ biết đó là khó khăn và cam chịu. Chúng ta quen với việc kể lể than thần trách phận, tâm sự bất hạnh của mình với người khác, hy vọng có thể nhận được sự đồng cảm và vỗ về để tâm hồn được chữa lành. Song cái khổ tâm của bạn âu cũng chỉ là câu chuyện vô thưởng vô phạt trong mắt đối phương. Cái phiền lòng của bạn nghe mệt mỏi thật đó, nhưng nó không hề liên quan đến người khác. Đó là còn chưa kể đến nỗi khổ của bạn lại trở thành chủ đề chuyện phiếm của họ để bàn gian nói vào. Do đó, bạn kể khổ thì đã sao, luôn luôn không thể nhận về sự thỏa mãn trong tâm hồn như đã kỳ vọng. Nhà triết học người Scotland Adam Smith đã từng nói, trên thế giới này không có ai đủ sự đồng cảm với nỗi đau của bạn. Bạn tổn thương thật nhiều, bạn hoài nghi cuộc đời, đó đều là chuyện của bạn. Người khác có lẽ cũng đồng cảm, cũng thở dài vài câu, nhưng họ không bao giờ hiểu được vết thương của bạn đau đớn đến mức nào. Đau không nói, khổ không kêu là một kiểu dũng cảm và trí tuệ. Sau 11 năm khổ luyện, diễn viên hài Giả Linh đã vụt sáng trở thành một ngôi sao nghệ thuật sân khấu. Trong suốt ngần ấy năm khó khăn, cô chưa bao giờ cất tiếng kêu than. Năm 2000, Giả Linh thi đỗ vào khoa nghệ thuật tấu hài, nơi vốn không có nhiều đất phát triển cho nữ giới. Khi mới vào học, cả lớp chỉ có 10 bạn nữ, đến sau này chỉ còn duy nhất Giả Linh trụ lại với lớp. Không một ai trong lớp muốn diễn cặp với cô, ai cũng nghĩ đàn bà con gái như cô kiểu gì cũng sẽ bỏ nghề. Nhưng cô quyết không chịu thua, mỗi ngày cô đều dậy từ sớm để luyện thanh và học thuộc những bài vè. Sau khi tốt nghiệp, Giả Linh vẫn tiếp tục sống ở căn phòng nhỏ dưới tầng hầm mà cô đã thuê. Mùa đông không có lò sưởi, cô chỉ còn biết dán giấy quanh phòng rồi chui vào túi ngủ cho ấm. Có lần khi trong nhà không có gì để ăn, cô đã phải nhắm mắt bán đi chiếc cassette yêu quý. Để duy trì cuộc sống, cô đã không dám nghỉ ngay cả khi mình còn đang sốt cao. Cô chấp nhận đóng các vai quần chúng chỉ để kiếm được vài đồng cassette ít ỏi. Mặc cho cuộc sống cơ cực là vậy, Giả Linh cũng chưa từng than thở với ai. Khi nói chuyện với người khác, cô cũng chỉ nói đến chuyện vui chứ không hề nhắc đến chuyện buồn. Sau khi biết được hoàn cảnh của cô, thầy giáo đã quyết định cho cô đi diễn chung. Sau bao khó khăn, cuối cùng Giả Linh cũng đã thực hiện được ước mơ của mình. Có người hỏi Giả Linh lúc đó cô thấy mình khổ hay không? Cô điềm nhiên trả lời, không khổ chút nào, bởi vì những nỗi khổ mà tôi từng chịu đều đã được ông trời đền đáp xứng đáng. Người thực sự khổ sẽ không bao giờ kêu mình khổ, người thực sự mệt sẽ không bao giờ than họ mệt. Trưởng thành chính là khi ta biết khóc trong im lặng. Im lặng ở đây không phải là bạc nhược hay sợ hãi,
mà là sự điềm tĩnh sau khi đã trải qua bao sóng gió. Im lặng để giấu mình chờ thời, để hẹn một ngày ta trở lại và lợi hại hơn xưa. Chúng ta cần phải biết cách biến khó khăn thành năng lượng, nuôi dưỡng quá trình trưởng thành của bản thân trong cuộc sống. Dù có khổ đến mấy cũng đừng kể lể khóc lóc, đừng trở nên yếu đuối trong mắt người khác. Nếu đã không có cuộc sống hạnh phúc như bao người, chẳng còn cách nào khác ngoài việc chúng ta phải tự mạnh mẽ. Cuộc đời chúng ta có hai chuyện không nên nói với người khác, đó là chuyện gia đình và nỗi khổ của bản thân. Bạn nên nhớ, người khác không có nhu cầu lắng nghe nỗi đau của bạn. Ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình, chẳng ai có đủ chân thành để đưa ra cho bạn những lời khuyên chính xác nhất. Và lại, câu chuyện của bạn khi qua miệng của người khác đã trở thành hàng tá những phiên bản khác nhau. Nếu cảm thấy quá rảnh rỗi thì hãy đọc sách báo hoặc nghĩ cách kiếm tiền. Đừng suốt ngày lên mạng xã hội kể khổ để nhận lại sự thương hại của người khác. Có những chuyện nếu công khai, người phải gánh chịu thiệt thòi và hậu quả ê chề chỉ có bản thân bạn mà thôi. Chỉ cần một câu than thở của bạn trên mạng xã hội, sáng hôm sau cả xóm đã đồn đại rằng con A mới bị chồng đánh, chồng ngoại tình, rồi vô số những câu chuyện xấu mà người ta thoải mái thêu dệt. Vì vậy bạn ơi, dù có khổ đến mấy cũng đừng kể lể quá nhiều. Bên cạnh đó, đừng tự biến mình trở thành một con người khắc khổ, ai nhìn vào cũng thấy đáng thương. Hãy là người bản lĩnh lúc nào cũng mạnh mẽ, dù trong lòng có bao nhiêu vết thương đi chăng nữa. Nếu vợ chồng bạn tệ, thì hãy tự biết yêu thương bản thân, dù có bất cứ chuyện gì cũng phải khiến bản thân là người hạnh phúc nhất. Bạn phải nhớ rằng, cuộc đời này không phải vì bạn yêu đuối mà nương tay với bạn. Mỗi người có mỗi câu chuyện khác nhau, người ta sẽ không thương cảm trước nỗi khổ của bạn, mà thậm chí còn chê cười bạn ngốc nghếch và dại khờ. Thế nên thay vì cứ than thở thì hãy học cách chấp nhận. Không có cuộc sống viên mãn như các gia đình khác thì hãy tự mình phấn đấu để bình yên nhất có thể. 2. Hạnh phúc của bạn không cần phải khoe khoang. Chúng ta từng nghĩ rằng bản thân nên chia sẻ chuyện vui với mọi người. Cho đến một ngày, bạn phát hiện ngoài người thân bên cạnh thì căn bản chẳng một ai vui vẻ thành tâm chúc phúc cho mình. Chuyện vui của bạn ngược lại có thể là cái gai trong mắt người khác. Hạnh phúc của bạn có thể lại là nỗi tiếc nuối và mất mát của đối phương. Hôm ấy tôi đi ăn ở nhà hàng. Ở bàn kế bên cạnh của bàn tôi ngồi là bàn của hai cặp vợ chồng. Mỗi nhà còn dắt theo một đứa trẻ độ 8 tuổi. Xem dáng vẻ là hai gia đình cùng hẹn nhau đi ăn cơm. Trong đó có một phụ nữ, cả người đeo đầy trang sức, quần áo sang trọng, nhìn là biết hàng đắt tiền cùng với túi xách thương hiệu nổi tiếng. Cô ấy vừa ăn vừa nói thao thao bất tuyệt với cặp vợ chồng ngồi đối diện. Cô khoe nào là vừa mới đi du lịch châu Âu, mua sắm nhiều hàng hóa xa xỉ, ăn được nhiều món ngon của trời Tây, nhìn bộ dáng khỏe mẽ là rất đắc ý. Không những vậy, chồng cô ấy cũng đắc ý không kém, cứ như e sợ rằng vợ mình còn chưa khoe đủ, liền lớn tiếng nói: "Trên thế giới này, em thích đi nơi nào thì cứ đi nơi đó, dù sao nhà của chúng ta có rất nhiều tiền mà." Đứa con trai của họ nãy giờ đang phụng phịu không chịu ăn cơm, nghe ba nói vậy đột nhiên hưng phấn cao giọng nói theo: "Đúng vậy, nhà chúng ta có rất nhiều tiền." Mà nãy giờ cặp vợ chồng ngồi đối diện họ, từ đầu tới cuối không còn nói chen vào câu nào, vẻ mặt hơi ngại ngần, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu phụ họa theo cặp vợ chồng giàu có kia. Đến khi cặp vợ chồng giàu có khoe khoang xong, người vợ kia mới nhịn không được nói một câu nghe rất chua xót: "Thật là ngưỡng mộ nhà anh chị quá, không giống như nhà của chúng tôi, sống qua ngày còn khó." Người vợ vừa nói xong câu đó, người chồng đang ngồi kế bên nét mặt thêm gượng gạo, rồi sau đó vợ chồng họ xảy ra mâu thuẫn. Thấy sắp có cuộc cãi vã lớn xảy ra, cặp vợ chồng giàu có vội vàng khuyên giải, cuối cùng không khí bữa ăn trở nên gượng gạo. Điều làm người khác quan tâm lo lắng nhất chính là giữa cặp vợ chồng cãi vã ấy còn có một đứa con gái nhỏ. Nhìn cô bé với bộ dạng cúi đầu cặp mắt, vẻ mặt lo lắng sợ hãi nhìn người lớn, không dám nói một câu nào, chỉ im lặng cúi đầu bưng bát cơm của mình. Đó chính là hậu quả của câu nói "nhà của chúng ta có rất nhiều tiền". Mọi điều bạn khoe khoang đều trở thành nỗi ghen tị của người khác. Vậy nên đừng lo lắng khi ai đó không biết đến hạnh phúc của mình, cũng đừng nên khoe nó ra. Tôi muốn bạn sống tốt, nhưng tôi hy vọng bạn nên sống tốt không bằng tôi.
lòng người rất đáng sợ, bản thân bạn cũng không thể kìm chế được nỗi ghen ăn tức ở, thì liệu người khác đủ thánh thiện để thành tâm chúc phúc cho bạn không? Ngay cả người thân, bạn bè gần gũi có thể thay lòng đổi dạ, đấu đá lẫn nhau vì lợi ích. Con người luôn muốn sống tốt nhất có thể. Nhìn vào cuộc sống của người khác, chúng ta không khỏi có gì đó chạnh lòng, dù ít dù nhiều. Lương thiện thì nhìn thấy rồi thôi, tự buồn cho mình, từ đó phân đấu hơn. Xấu xa thì ghen tị trong lòng, giận dỗi vô cớ vì người khác sống đủ đầy hơn mình, thậm chí còn bày mưu tinh kế hạ bệ đối phương. Cổ nhân có câu nói rất hay, sống một mình nên giữ cái tâm, sống chung với bầy nên giữ cái miệng. Nhân tình thế thái, vui hay buồn của mình, người khác khó lòng cảm thấu. Trên thế giới này, mỗi người đều có một cuộc sống riêng, sở hữu quan điểm và cách nhìn nhận khác nhau. Đồng cảm chỉ là câu cửa miệng, là một sự xa xỉ và ảo tưởng. Chuyện vui hay buồn cũng là chuyện của bạn, không liên quan đến người khác. Do đó sống cho thật tốt là được, hà cớ chỉ trông mong người khác đồng cảm với mình. Bạn nên nhớ rằng, trưởng thành là phải biết quản lý kỳ vọng. Hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Khổ ải ít giải bày, sung sướng ít tung hứng. Tu thân tích đức, hoàn thiện chính mình, trầm lặng an ổn mà sống mới là chí hướng cuộc đời.